Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca dưới đó. Mấy cô ngồi trên này không, ngồi trên đây không có lạc à? Thi kỳ rồi vậy là biết cách chưa? Cái đề là thầy đã in ra rồi, mỗi đứa cầm một cái đề trong tay. Thầy kêu là làm mấy câu, làm đáng lẽ làm 4 câu thôi, mới lần đầu cho làm 3 câu thôi. Trong đó có một câu bắt buộc, có một ông làm 6 câu luôn. Chắc nó khùng quá, cầm cái tờ, nhìn cái tờ giấy thi thấy chán gì đâu, làm luôn 6 câu, không có đọc đề hay là sao, hay là run quá rồi à? Bình thường là giỡn hăng lắm rồi run quá rồi, phải không? Cái thứ hai nữa là vậy nè, cái câu bắt buộc là câu tư tưởng, chủ yếu thầy hỏi câu bắt buộc là hỏi câu tư tưởng. Hỏi chia xá lợi, xá lợi là gì, xá lợi là gì, xá lợi là gì, chia như thế nào. Thầy có dạy là chia cho 10 phần, thầy có nói tên ông nào không? Mình không cần nói đó, thầy cố tình thầy cái nào thầy dạy thì hãy nói, còn không dạy đừng có bày đặt. Chia ra 8 phần rồi ghi tên 8 ông này nọ thì cái đó cũng được đi tốt, nhưng mà cái lòng tin như thế nào thì có ghi không? Không, lại tới đó cái ngừng ngang đó, không có nói gì chứ. Thầy hỏi cái lòng tin về cái vấn đề đó, hiện nay trong và ngoài nước cứ sùm ai cũng tuyên bố là có xá lợi của Phật, thì mình tin tưởng như thế nào đây, cái lòng tin mình đối với vấn đề này như thế nào đây? Thầy không chịu nói. Còn có ông đó, ông ghi nè, xá lợi là cốt tủy của đạo Phật á, xá lợi của Phật á là cốt tủy của đạo Phật hả? Ghi gì mà cũng ghi được. Thứ nhất là không học, thứ hai học đâu con. Xá lợi là cốt tủy của đạo Phật, đạo Phật cốt tủy của đạo Phật là xá lợi à? Cốt tủy của đạo Phật là gì hả? Cốt tủy của đạo Phật là giáo lý của đạo Phật cái chứ. Cốt tủy của đạo Phật là giáo lý của đạo Phật, mới cốt tủy đạo Phật. Xá lợi là cốt tủy đạo Phật, ghi vậy mà cũng ghi. Lúc học á thì không có chịu tập trung học, làm cái gì rồi á, mấy đứa nên nhớ nè, học á là chịu khó học cho đàng hoàng. Bây giờ cái khóa chính mà những người mà rớt bắt đầu lo, nên nhớ á, thi lại đề bao giờ cũng khó hơn lần đầu. Thi lại là đề khó hơn à? Không phải mai mốt mà mấy đứa thi chung với khóa 11 là được thi chung đâu, không có đâu. Đứa nào thi lại thi đề khác khó hơn à? Điểm cũng vậy, điểm lần đầu tiên á, ví dụ như cho điểm 50, bây giờ cho điểm 50 đi, thì lần đầu tiên có thể đạt tới 49 được á. Thầy cho thẳng ta đạt tới 49 được, nhưng mà lần thứ hai maximum được 49 không? Không, maximum là 41, 42 là maximum à. Rồi bắt đầu thi lần thứ ba nó còn có 30 mấy à, thì lần thứ tư chỉ còn đậu rớt thôi, thấy đậu được ghi đậu. Nếu mà điểm 20 điểm đậu ghi đúng 20. Học thì chịu khó học cho đàng hoàng, rồi học không đàng hoàng rồi tới chừng thi mới biết, thi rồi bắt đầu mới run cập đó, sợ chừng đó sợ kịp không, hết kịp rồi. Mà kỳ này nghe nói trường gắt ha, đứa nào mà bị bắt tài liệu là đuổi ra khỏi phòng thi, phải không? Thấy kỳ này sao thi ngoan ghê ta, hỏi ra mới biết là đứa nào bị bắt tài liệu là đuối.
làm vậy mới được. Rồi nghe có nghe nói có vài đứa bị đuổi nghe thôi nghỉ học luôn, rồi đi trường khác học. Đi trường khác học cũng tốt, thầy cũng chịu vậy đó. Thôi đi cho rồi đi. Thứ mà vô phòng thi mà lật bài, thầy gặp thầy bắt được mới đã nữa. Cười. Nghỉ ba buổi rồi, thầy bị bệnh nghỉ ba buổi rồi. À có thể là mình học bù nếu mấy đứa muốn. Nếu mấy đứa muốn thì mình học bù. Học bù thì thầy sẽ báo văn phòng, và văn phòng sẽ sắp xếp cho mình. Hả? Học bù ha. Thầy mất tới 3 buổi. Nếu học bù thì những cái buổi học bù á, nó cũng là những bài của thi nha, nó không phải là không thi. Hả? Thi cuối kỳ đó. Còn mình còn kỳ thi cuối kỳ mà. Hả? Có điều là vậy nè, những cái gì mà trước đây học á, là từ đây tới đó là sẽ không thi nữa, phải không? Là mình đã thi rồi. À, còn phần sau á, trường chưa xong, lộn xộn ghê lắm. Chưa, không được ở lại, đi về. Thấy khó chịu quá hả? Chưa, không được ở lại, đi về. Khó chịu không? Chùa xa, đồ này nọ. Nhưng mà cái số lợi phá quá. Không bao giờ mà mình không làm mà người ta la mình được cái chuyện á. Mình có làm cái gì đó, người ta mới nói chứ mình không làm không bao giờ ai la mình chứ. Rồi học tiếp đây. Đáng lẽ học vua Miranda, nhưng mà thôi kệ, cho Miranda về bên kia đi, học ông khác. Chịu khó ghi nghe, học chăm chú đi. Thì lần biết hay không, cái cách của thầy dạy, cái nào thầy nói thì cái đó mới thi, cái nào thầy không nói không thi. Thầy sẽ không hỏi đâu. Hỏi những cái nào mà thầy nói á. Anh Nị Sa Ca mấy đứa có học ở dưới trung học rồi phải không? Chưa à? Anh Nị Sa Ca không phải là vua của Ấn Độ đâu. Nếu mà nói là một vị vua của Ấn Độ thì không đúng. Tại vì vương quốc của ông nó không trọn hẳn trên đất nước Ấn Độ đâu. Bây giờ hiện nay, nếu mình lấy cái Ấn Độ hiện nay, mình cho rằng ông là vua của nước Ấn Độ hiện nay là không đúng. Bây giờ học, trước nhất là học cái nguồn gốc của cái gia tộc của ông mới ra tới ông. Chứ không thôi, có một số người ta gọi vua Kanisaka là vua của Ấn Độ, xứ sở Ấn Độ, đất nước Ấn Độ. Rồi có một số người họ nói là vua Kanisaka là người Trung Quốc, Chinese King, người Trung Hoa. Ra sẽ mấy đứa sẽ nghi ngờ. Rồi đọc sách tiếng Việt á, nhớ không? Đợt lát là thầy nói luôn. Kanisaka, mấy đứa biết Tần Thủy Hoàng xây gì? Xây Vạn Lý Trường Thành. Tần Thủy Hoàng xây Vạn Lý Trường Thành. Công trình này nè, đây là công trình duy nhất của nhân loại được nhìn thấy từ mặt trăng, 7600 km gì đó. Đứng trên mặt trăng á, những người ở từ mặt trăng mà nhìn về trái đất á, người ta chỉ thấy một công trình của nhân loại duy nhất thôi, đó là Vạn Lý Trường Thành. Thấy một cái vệt đen nó dài đó, công trình bằng xây của nhân loại làm á, của con người làm ra đó, có thể nhìn thấy từ mặt trăng, đó là Vạn Lý Trường Thành. Nhưng mà công trình này không phải là Tần Thủy Hoàng xây rồi xong đâu, xây từ thời Tần Thủy Hoàng rồi xây dài cho tới thời nhà Minh á, thế kỷ thứ 14-15 mới xong được cái này. Ủa đi đâu lang lang vô mặt ngơ ha. Tập trung lo nghe nè, mai mốt thi rồi không xong, thầy chấm bài mấy đứa không xong thầy cũng bực mình ghê lắm. Đến đời nhà Minh thì mới xong. Mà tại sao Tần Thủy Hoàng xây Vạn Lý Trường Thành mấy đứa biết không? Phía Bắc á có một cái mấy cái bộ tộc, trong đó nổi tiếng là bộ tộc Hùng Nô, hay thường hay tràn xuống tấn công cuốc bốc dân Trung Hoa đó, phía Bắc của Trung Hoa đó có tàu Hùng Nô thường hay tràn xuống, họ thiện chiến lắm, rồi cởi ngựa bắn cung tràn xuống cuốc bốc giết người cướp rồi bỏ chạy về bên kia. Xây Vạn Lý Trường Thành là để ngăn cái đám này, nhưng mà xây là có xây ngay biên giới phía Bắc không, có xây ngang biên giới phía Bắc không? Không, xây sụt vô bên trong một chút, theo đất nước Trung Hoa đó, xây chịch vô bên trong một chút,
thì những cái bộ tộc mà bên ngoài, nằm ở bên ngoài đó, những cái bộ tộc nằm phía bên kia bên vạn lý trường thành đó, họ cảm thấy là họ bị bỏ rơi rồi. Hiểu không nè? Xây vạn lý trường thành ở đây thì những cái bộ tộc ở phía ngoài này còn không, còn người Trung Hoa không, còn. Cho nên những người mà ở phía bên ngoài đó, họ cảm thấy là họ bị bỏ rơi, khi mà tràn xuống cướp á, là họ bị trước. Họ nghĩ rằng quốc gia chỉ bảo vệ những người phía bên sau vạn lý thôi, cho bên sau trường thành thôi, còn phía trước là họ là những người bị bỏ rơi. Cho nên họ bắt đầu bị cướp bóc, cho nên họ di cư từ phía bắc của Trung Hoa đi dài cho về tới phía tây, phía tây của Trung Hoa, di cư, bắt đầu di cư dài qua tới bên đó. Họ đi không phải đi một lần, đi từng đợt, giống như đi giờ chỗ ở đó. Mà đi từ ở bên phía bắc Trung Hoa đi qua phía tây đó, phía đông bắc Trung Hoa, đi dài đi về phía tây của Trung Hoa, tới một cái xứ gọi là Đại Hạ Bactria đó, rồi họ Trung Á đó. Đó, tới vùng Trung Á họ định cư ở đó. Đó, cái nhóm đó mà họ đi rất là nhiều đợt. Cuối cùng thì sách sử ghi lại là họ gồm 5 bộ tộc, cái số người mà di cư từ phía bắc Trung Hoa đó qua phía tây Trung Hoa đó, phía đông bắc của Trung Hoa đi về phía tây, gồm có 5 bộ tộc: Hạc Đốn, Đô Mật, Sông Mật, Quý Sương. Sông Mật, Đô Mật, Hạc Đốn, Quý Sương, Hưu Mật. 5 bộ tộc theo Hán thư đó, theo hậu Hán thư họ gồm 5 bộ, họ dùng tiếng ngôn ngữ nửa Á nửa Âu. Ngôn ngữ của những người này sử dụng là nửa Á nửa Âu. Họ sống ở cái khu vực gọi là Đại Hạ đó, họ sống khu vực đó. 5 bộ tộc nhưng mà là một cái liên minh lỏng lẻo, họ không kết hợp chặt chẽ. Lúc thì bộ tộc này liên minh với bộ tộc khác, rồi có khi ngưng liên lạc với bộ tộc này là liên lạc với bộ tộc khác và đánh nhau. Họ đánh nhau lộn xộn vòng á, một liên minh lỏng lẻo, không có chặt chẽ. Sống ở vùng gọi là Bactria đó, Đại Hạ, nói ngôn ngữ là ngôn ngữ nửa Á nửa Âu. Được chưa? Tần Thủy Hoàng xây vạn lý trường thành năm nào, thế kỷ nào? Thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, phải không? Và họ di cư qua bên đó, dài qua bên đó cho tới năm 125 trước kỷ nguyên Tây Lịch. 125 trước kỷ nguyên Tây Lịch. Thì một trong những thủ lãnh của 5 bộ tộc này nè, thủ lãnh của bộ tộc Quý Sương, bắt đầu ông thống nhất được 5 bộ tộc. Có nghĩa là 4 bộ tộc chịu sự chi phối của ông, kết hợp lại thành một cái liên minh chặt chẽ, chứ không phải là liên minh lỏng lẻo như lúc trước nữa. Ông đó tên là Kajula Dasvis, sử tàu gọi là Diêm Cao Chân đó. Năm 1925 ông thống nhất được 5 bộ tộc, kết hợp thành một liên minh chặt chẽ. 4 bộ tộc khác là chịu sự chi phối của ông. Người tộc trưởng của tộc Quý Sương, Kajula Kasphis, được chưa? Ghi kịp không? Hả? Sau khi Tần Thủy Hoàng xây vạn lý trường thành á, những bộ tộc nằm phía bên ngoài, nằm phía bắc của vạn lý trường thành, cảm thấy là họ bị bỏ rơi, cho nên họ di cư từ đông bắc Ấn Độ, đông bắc Trung Hoa, bắc Trung Hoa, đi di cư dài về phía tây, phía tây của Trung Hoa. Trong số mà những người mà di cư đi đó là những người gồm, sách sử ghi lại được là người của 5 bộ tộc qua tới bên đó, tới một cái vùng gọi là Đại Hạ Bactria. Người của 5 bộ tộc là Hạc Đốn, Đô Mật, Sông Mật, Quý Sương, Thu Mật. Họ là một liên minh lỏng lẻo, không có chặt, và nói ngôn ngữ là ngôn ngữ nửa Á nửa Âu, ngôn ngữ của họ dùng á. Đến năm 125, Kajula Kasvis, ông
là tộc trưởng của tộc Quý Sương thống nhất được năm bộ tộc. Khi mà thống nhất được năm bộ tộc tạo thành một sức mạnh không? À, quân Mông Cổ mà lúc mà tràn thế kỷ thứ 13 đó mà tràn qua mà đánh phá đất nước Trung Hoa, sau này dựng một triều đại người Trung Quốc còn nhục nhã phải chấp nhận là của mình á, cũng thống nhất bốn bộ tộc của Mông Cổ mới tạo thành một sức mạnh được. À, thì ông Diêm Cao Chân cũng vậy, ông từ năm bộ tộc này, nhưng ông là người của tộc Quý Sương và người lập ra vương triều Usana. Đó, lập ra cái vương quốc này đây. Khi mà từ vùng Đại Hạ ông mở rộng vương quốc, đánh chỗ này đánh chỗ kia, mở rộng bờ cõi ra. Từ vùng Đại Hạ ông mở rộng biên giới bằng cách là xua quân đi tấn công những cái vùng phụ cận, sát nhập vào vương quốc của ông. Kịp chưa? Thế đó được chưa? Hả? Rồi được không? À, người kế của ông là Vimatattu, người thứ hai. Ngoài cái thư tịch là Hậu Hán Thư của Trung Hoa ghi lại triều đại Quý Sương á, người ta còn được tìm thấy một cái bia ký Ravatak. Trên cái bia ký Ravatak này nè, ghi lại bốn thế hệ của triều đại Quý Sương. À, dựa trên cái bia ký Ravatak tìm được ở vùng Đại Hạ đó, thì người ta biết được là cái gia phả của Kanisaka, người thứ nhất là ông Kajula, thứ hai là Vimatattu, đến người thứ ba, thế hệ thứ ba đó, và thế hệ thứ tư chính là vua Kanisaka. Nhưng mà Kanisaka không phải một ông á, nhiều ông, cho nên đây là Kanisaka đệ nhất. Kanisaka đệ nhất đi kịp không? Ở đằng sau ghi được không? Hả? Nhắc ngoài, các nhà khảo cổ tìm được cái bia ký tắt ở vùng Đại Hạ đó, dựa trên cái bia ký đó, nhờ những cái thông tin trên bia ký, người ta biết được bốn thế hệ của triều đại Quý Sương. À, người thành lập triều đại Quý Sương chính là ông Kajula. À, thế hệ thứ hai, thế hệ thứ ba, thế hệ thứ tư được coi là thế hệ mạnh nhất á, là vua Kanisaka đệ nhất. Sau đó còn nữa, vua Kanisaka đệ nhất. Được chưa? Thì ông lên ngôi năm nào? Niên đại của vua Kanisaka nhiều người ghi, nhiều học giả nghiên cứu, và người ta một niên đại mà được chấp nhận nhiều nhất là đức vua lên ngôi năm 78 sau kỷ nguyên Tây lịch. Năm 78 sau kỷ nguyên Tây lịch ông lên ngôi. Niên đại của vua Kanisaka đó, khi ông lên ngôi như thế nào thì nhiều học giả, nhiều nhà nghiên cứu đưa ra khác nhau. Ở bên Luân Đôn tổ chức hội thảo 3 lần để xác định niên đại của ông, cũng không thành công. À, và cái số nhiều các học giả chấp nhận á, là niên đại của ông từ năm 78 cho tới 100, người thì nói tới 101, người thì nói 102, người thì nói 103. Có nghĩa là đầu thế kỷ thứ mấy? Đầu thế kỷ thứ hai. Những năm đầu của thế kỷ thứ hai, từ năm 78 cho tới những năm đầu của thế kỷ thứ hai sau Tây lịch. Sau khi lên ngôi thì ông cũng tiếp tục sự nghiệp của tiền nhân những thế hệ trước. Ông mở rộng vương quốc của ông, chạm trán với Trung Hoa, đánh nhau với những cái bộ tộc mà thời đó, bây giờ là nó thuộc về Trung Hoa rồi, thời đó chưa thuộc Trung Hoa nhưng thần phục Trung Hoa, được Trung Hoa bảo hộ đó. Ông xua quân tấn công ở phía Tây, ông tấn công cho tới, ông mở rộng vương quốc cho tới Kasga, thấy không? Ông mở rộng vương quốc cho tới Kasga, cho tới Khotan phía Tây nha, phía Tây, cho tới Kasga, Khotan đó, hiện nay là Cam Túc Tần Cương rồi đó.
tới Gia Can, Kasga, Cô Tan, Gia Can. Đó, phía Tây đó, bây giờ là Cam Túc, Tần Cương rồi đó. Đánh nhau với dân quân của nước này, những nước này, và chạm trán luôn quân đội của Trung Hoa thời đó, quân lính của Trung Hoa thời đó. Tại vì những cái bộ tộc này nè, những cái vương quốc này, những tiểu quốc này, họ thần phục Trung Hoa, được Trung Hoa bảo hộ. Nhưng mà quân của vua Can Đệ Sát Ca đó tràn tới chiếm những vùng này luôn, về phía Tây, về phía Bắc á, phía Bắc của đất nước ông là tới bây giờ là Uzbekistan đó, Uzbekistan, Tajikistan, những nước mà tách ra từ Liên Xô cũ đó, phía Bắc, Tajikistan, Uzbekistan là phía Bắc vương quốc của ông. Phía Đông là ông tràn chiếm cho tới A Phú Hãn, Afghanistan. Và phía Nam là xuống cho tới vùng Hoa Thị Thành, thủ đô của A Dục cũ á, tràn cho tới tới Hoa Thị Thành, Mathura, tới Bacha, Pataliputra đó, Pataliputra, rồi chiếm cho tới Mathura, Bacha là phía Nam á. Vương quốc ông rất lớn. Như vậy ông chỉ vì cái khúc trên của Ấn Độ thôi, chứ không phải là toàn của Ấn Độ. Xua quân chiếm cho tới Pataliputra, chữ Pataliputra học chưa? Cho tới Mathura là phía Nam á, Mathura hay là Pataliputra, Pataliputra chỉ vì một cái vương quốc thật lớn. Ông có đến ba, ông thủ đô chính của ông là Burusapura, thủ đô á, vương quốc của ông á, Burusapura, thủ đô chính của vua Can Đệ Sát Ca đó, Burusapura là thủ đô chính. Ngày nay là hiện nay nó nằm ở bên Pakistan, thuộc cái tỉnh lỵ là Peshawar, Peshawar hiện nay đó, Peshawar thuộc về Pakistan rồi. Thủ đô của ông, thủ đô chính của ông ở Burusapura, hiện nay là Peshawar ở Pakistan. Ngoài ra ông còn đến ba cái thủ đô nữa, nghĩa là một cái vương quốc rộng lớn, tùy theo mùa mà ông ở. Khi thì ông ở Mathura, ở bên đất nước Ấn Độ. Khi ông ở Mathura, khi thì ông ở bên bên Afghanistan, khi thì ông ở bên Pakistan. Thầy xin lỗi, cái tờ giấy đó không có đem theo. Nhưng mà mấy đứa biết là ngoài cái thủ đô chính của ông á, ông còn ba cái thủ đô nhỏ nhỏ nữa đó. Ba cái nữa, một cái bên Ấn Độ, một cái ở bên A Phú Hãn, Afghanistan bây giờ đó, và một cái ở Taxila. Taxila cũng thuộc về ba rồi. Taxila. Ông thêm ba cái thủ đô nhỏ nữa, một cái chính nữa, còn mấy cái những cái trung tâm lớn á, là Mathura á, rồi Takasila là hai, còn một cái nó bét gầm ở bên A Phú Hãn, rồi chưa, cái nào thầy ghi được nhiều ghi, chịu khó ghi nhớ, bài nó dài ghê lắm mà cố gắng làm cho nó gọn rồi mấy đứa học chừng đó thông tin là đủ nói về Can Đệ Sát Ca. Vương quốc của ông rộng lớn, ông giao thiệp với nước nào? Khi mà ông lên làm vua rồi mở rộng vương quốc rồi, ông giao thiệp với Trung Hoa, giao thiệp với Trung Hoa ở phía Tây, giao thiệp với La Mã và Ba Tư, giao thiệp với đế quốc La Mã, đế quốc Ba Tư. Thấy chưa? Một vương quốc rộng lớn, tới ngày nay còn một cái bức tượng của vua Can Đệ Sát Ca, mà còn cái khúc trên đây, còn khúc dưới thôi, khúc trên bị mất rồi. Mà cái hình cái kiếm á, là cái kiếm của Tàu, người Trung Hoa, cái kiếm của người Trung Hoa làm sao? Người cái kiếm của Tây á, là cái lưỡi nó nhỏ mà nó dài hả? Cái kiếm của Tàu thì cái lưỡi nó bự bề ngang nè. Đó, còn cái kiếm của Ấn Độ là nó cong vậy. Cái kiếm của Ấn Độ nó cong cong cho nó ngay. Cái kiếm của Trung Hoa nó ngay. Còn cái bức tượng đó, còn cái kiếm ở dưới có ghi được cái chữ, cái chữ Đại Hạ đó là vua Can Đệ Sát Ca, còn cái tượng đó.
những đồng tiền, người ta tìm được những đồng tiền mà đúc vào thời của vua Kanisaka đó, tìm được 7 đồng tiền, 7 đồng tiền thời vua Kanisaka, trong đó ghi chữ Sakamuni Budo, Sakamuni Budo, chữ đại hạ, Sakamuni Budo là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Ông mở rộng vương quốc rộng lớn trong một cái cuốn sách của Việt Nam mình nè, trong một cuốn sách của Việt Nam mình nói ông mở rộng vương quốc nhằm 2 mục đích. Mục đích thứ nhất là kiểm soát con đường tơ lụa. Thầy chưa dạy mấy đứa về con đường tơ lụa. Con đường tơ lụa nó bắt đầu từ Trường An của Trung Hoa đó, từ Phúc Châu, từ phía đông của đất nước Trung Hoa, rồi qua Trường An chạy dài đi qua cho tới bên Iran, Iraq đó, rồi một nhánh thì nó chạy về Địa Trung Hải, một nhánh thì nó đi về phía Bắc Phi. Con đường tơ lụa, tại sao gọi là tơ lụa, là tại vì người Trung Hoa đó là họ biết cái cách nuôi tầm dệt lụa đầu tiên. Cái kỹ thuật đó là người Trung Hoa có được đầu tiên, kể cả giấy cũng vậy, giấy là người Trung Hoa phát hiện đầu tiên đó, 105 đó, người Trung Hoa làm lụa đầu tiên, nuôi tầm dệt lụa, và lụa đem qua bên thị trường Địa Trung Hải bán đó, bên châu Âu bán đó, là cân bằng vàng, nặng bao nhiêu thì tính vàng bấy nhiêu. Và vua chúa của các nước châu Âu đó, thời đó đó là thích xài lụa lắm, nó vừa mát mà nó vừa nhẹ. Mùa hè thì nó mát mà mùa đông thì nó ấm mà nó nhẹ nữa, mà cái kỹ thuật đó chỉ người Trung Hoa có thể làm được thôi. Rất là quý, cân bằng vàng đó, cân nặng bao nhiêu là lấy vàng bấy nhiêu. Thời đó đó rồi, mà con đường đó chủ yếu là buôn bán từ Trung Hoa sang các nước ở Địa Trung Hải châu Âu, bán qua tới Bắc Phi, bán lụa là chủ yếu, nhưng mà họ cũng tải hàng ngược lại, họ bán những cái thứ khác, ví dụ như trầm hương rồi này nọ đó, trầm hương hay là những cái đồ gia vị đó, thì cũng theo con đường đó bán. Người ta đặt là con đường tơ lụa là tại vì chủ yếu là bán tơ lụa qua phương Tây. Đến thế kỷ thứ 7 thì có chuyện đánh nhau giữa Trung Á và Trung Quốc, đánh nhau nhiều lần, và người ta lần nước Iran nó bắt trước được, nó bắt được mấy thằng tù binh của Tàu á. Mấy hồi xưa là làm cái nghề là làm công nhân vệt vải, bắt được thì lấy cái kỹ thuật đó được. Cuối cùng là người Iraq lấy được cái kỹ thuật nuôi tầm, thành ra tơ lụa bắt đầu sản xuất tại Iran và bán qua Địa Trung Hải nó gần hơn. Từ đó là lần lần nó chấm dứt cái con đường tơ lụa, không có buôn bán nữa về sau đó. Thì trong một cuốn sách của tiếng Việt mình là ghi sở dĩ ông mở rộng vương quốc nhằm 2 mục đích: một là kiểm soát con đường tơ lụa. Thì chắc chắn ông vua nào cũng đầy tham vọng mở rộng vương quốc thì phải có lợi. Ví dụ như dân tộc Việt Nam mà tràn từ phía Bắc mà tràn xuống miền Nam này, tràn cho tới Phan Rang, Phan Thiết là lỗ tới xương, đất nước tới xứ sở mà nó nông quá cát không làm ăn gì được, phải tràn tiếp tục, tràn vô cho tới miền Nam. Chứ còn tràn cho Phan Rang, Phan Thiết là tới vùng đó ấy, lỗ vốn. Cuộc nam tiến của dân tộc rồi tới học lịch sử Việt Nam mới học được. Tràn cho tới Đồng Nai bắt đầu mới mở rộng được. Chứ còn nam dân tộc Việt Nam hồi đó là tới Nghệ Tĩnh là hết rồi. Hồi xưa đó là tới Nghệ Tĩnh, đất nước Việt Nam tới Nghệ Tĩnh là hết. Rồi từ từ mới vô từ từ. Cho tới thời Nguyễn Phúc Chu là tràn cho tới miền, cho tới Đồng Nai này. Đó là gia đình. Còn những cái tỉnh phía Nam này phần lớn cũng có công của người Trung Hoa. Đó, Dương Ngạn Địch, Trần Thượng Xuyên, Mạc Cửu rồi đó, khai phá cái vùng miền Nam này. Mạc Cửu là Hà Tiên, Dương Ngạn Địch là vùng Mỹ Tho, vùng Sài Gòn Chợ Lớn này là của Trần Thượng Xuyên. Thì ông vua nào cũng tham vọng mở rộng vương quốc, đúng không? Ngày nay không còn mở rộng vương quốc bằng quyền lực nhưng mà mở rộng vương quốc bằng kinh tế. Có thể bằng quyền lực đứng sau lưng, gọi là đế quốc là như vậy đó. Đế quốc là một cái thằng lớn, có con đốm nhỏ nó chạy theo, Mỹ đi đánh tới đâu là có một đám đi theo. Philippines, Phi Luật Tân đó, Phi Luật Tân là Thái Lan,
Tân Tây Lan, Úc, Gia Na Đại, Anh, miễn là đi đâu có nguyên chùm đi theo, Nam Hàn, nên gọi là đế quốc. Hồi xưa thì mở rộng vương quốc, mở rộng lãnh thổ, đông dân và nhiều nguồn lợi kinh tế. Cho nên họ cho rằng ông mở rộng vương quốc nhằm mục đích là kiểm soát con đường tơ lụa. Kiểm soát con đường tơ lụa có tiền không? Họ chắc chắn là nhiều. Nhưng mà có một cái thứ hai ghi là nhằm hai mục đích. Một là kiểm soát đường tơ lụa, hai là để truyền bá Phật giáo. Nghe được không? Sao không được? Đâu có điếc đâu mà nghe không được. Nói thì nghe được thôi, nhưng mà cái điều đó nó hợp lý hay không là khác. Họ nghe được không? Nghe được chứ. Đâu có điếc đâu mà nghe không được. Nhưng mà cái điều đó nó hợp lý hay không? Hợp lý không? Mở rộng vương quốc để truyền bá giáo lý Phật giáo, Phật giáo chấp nhận nổi không? Mở rộng vương quốc có đi đánh người ta không? Mở rộng vương quốc không đi đánh là làm sao mà mở rộng vương quốc nổi? Xâm lăng người ta, mà xâm lăng không phải chỉ dân tộc gì quật cường, dân tộc nào cũng quật cường cả. Xâm lăng người ta là người ta chống à, đúng không? Mà chống đánh nhau qua lại có chết người không? À, mở rộng vương quốc chết người mà để truyền bá Phật giáo, Phật giáo chấp nhận nổi này không? Lịch sử truyền bá Phật giáo từ Ấn Độ qua cho tới Trung Á, sau này truyền qua các nước Tây Phương, chưa bao giờ các nhà truyền giáo Phật giáo đi sau một xâm lăng nào ấy. Bây giờ mở ăn đâu? Các Phật giáo nghe hay bắt đầu ghi vô khóa chính mà bị cái vụ này rất nhiều lắm rồi. Ghi thì thấy người ta nói cái hay hay vậy chứ mình không có suy nghĩ. Vua Ca Nị Sa Ca mở rộng vương quốc nhằm hai mục đích, một là kiểm soát con đường tơ lụa, hai là truyền bá Phật giáo. Nghe thấy khoái không? Để vô rất vậy chứ gì nữa. Lịch sử Phật giáo không bao giờ gắn líu tới chiến tranh. Phật giáo có thể tự hào là một tôn giáo kêu gọi hòa bình, sống hòa bình. Phật giáo chưa từng bao giờ dính líu tới Mao đạo mà này kêu mở rộng vương quốc để truyền bá Phật giáo. Nghe hay quá gì. Vì giờ bảo đảm thế nào cũng thì lợi. Vậy chứ làm sao ghi bậy. Viết cái câu này không phải là nhằm tăng uy tín của Phật giáo, mà làm người ta hiểu sai về Phật giáo. Phật giáo không bao giờ nếu mà giữa hai vương quốc đánh nhau, Phật giáo kêu gọi hòa bình không được rồi thôi chứ. Nói không nghe thôi chứ không có cái vụ mà đánh đi mở rộng vương quốc đi, tôi đi đằng sau tôi truyền đạo. Hả? Cái này Thiên Chúa giáo chứ Phật giáo đâu. Hả? Có bậy không? Rồi mấy đứa qua chính bắt chước ghi vô. Phải lắm. Rất tốt hết. Mình đọc á, người ta viết á, mình phải biết. Cái thằng cha đó ngu để dành cho thằng cha ngu, mình ra đi rồi nhảy vô chia phần ngu. Hả? Nhảy vô chia phần ngu. Rớt luôn. Bây giờ mới sợ đây nè. Làm cái bài mà Phật giáo thời đại rút ta đây, tôi nói vừa khóc vừa la. Không, thầy cũng nhắc những cái lỗi của lúc trước, đằng mấy đứa né. Mấy đứa tránh đi. Ví dụ như làm bài mà nộp á, nguyên nhân Phật giáo, nguyên nhân nào dẫn đến Phật giáo phân phái, thì thầy hỏi là hỏi gì? Hỏi nguyên nhân. Mình phải lo mình nói nguyên nhân. Không, bắt đầu bộ phái này tách ra bao nhiêu bộ, bộ phái này tách ra bao nhiêu bộ, bộ phái này nói gì, bộ phái này nói gì, bộ phái này nói gì, giáo nghĩa của các bộ phái. Cái này là ngu mà làm giọng ngục nè. Thầy có hỏi cái này không? Mà cái này là mấy đứa biết không hay là chép sách? Chắc chắn là chép sách. Thành ra rớt một điểm rồi. Ta đang hỏi nguyên nhân thì lo nói nguyên nhân đi. Không làm cái giọng, tại vì đi học không chịu đi học. Vô đó ngồi người tưng rồi đó, rồi tới chừng ra đề về là cuốn sách nào ra nó chép đại vô. Thì này là gắt lắm em. Quan Thạnh lên là coi như là gắt gao lắm, mà là không tổ chức thi lại mà phải chờ tới 2 năm sau mới thi lại. Nó dài đen đẻn luôn rồi. Nợ mà ở sau lưng những đứa nào ham học có thấy nó ngán ghê luôn. 2 năm sau mà rớt 2 môn của thầy, 1 môn của Duyên Trí, 1 môn rồi thấy mặt mày nó uống sụ, mất cái sổ gạo. Thầy dạy đại cương lúc đó là thầy dạy đến 2 môn nha. Thầy ra chịu khó học đi. Có công bài sắc thế nào cũng thành bù loan.
nguyên nhân của Đức Vua Kanisaka tới Phật giáo thì như thế nào? Ghi hai ba chuyện, ghi hai ba cuốn ghi khác nhau, ghi hai ba cuốn khác nhau. Tạp Bảo Tạng, theo Tạp Bảo Tạng đó, theo Tạp Bảo Tạng thì Đức Vua Kanisaka trước khi theo Phật giáo ông cũng tàn bạo lắm, và có một thầy tỳ kheo muốn giúp vua, cho nên dùng thần lực của ông á dẫn Đức Vua đi xuống dưới địa ngục, thấy nó dưới nó chặt nó chém nó ghê quá đó. Thì khi mà ông trở về ông mới theo Phật giáo, theo Tạp Bảo Tạng, được chưa? Theo Tăng Già La Sát Sở Tập, theo Tăng Già La Sát Sở Tập à, bộ này thì ghi lại giống như câu chuyện của vua Kanisaka vậy đó, vua A Dục vậy đó. Thì buổi chiều ngài A Nan với Đức Phật, rồi Đức Phật mới thọ ký, gặp mấy đứa nhỏ nó cũng biết cúng dường, rồi Đức Phật mới thọ ký là mấy đứa nhỏ này có đứa sau này nó sẽ trở thành vua, tên là Kanisaka là vậy. Tăng Già La Sát Sở Tập thì ghi cái câu chuyện nó giống như câu chuyện trong vua A Dục vậy đó, là ngài A Nan đi kinh hành buổi chiều với Đức Phật, gặp mấy đứa nhỏ rồi nó cúng dường, Đức Phật mới thọ ký cho một đứa. Theo Đại Đường Tây Vức Ký, theo Đại Đường Tây Vức Ký, Đại Đường Tây Vức Ký của ai? Của Huyền Trang. Khi mà Huyền Trang qua tới bên đó thì có thấy cái tháp của vua Kanisaka và những cái câu chuyện mà dân địa phương kể đó. Rồi vua ngài Huyền Trang ghi lại được là vua đi săn, ông vua đi săn rồi ông gặp một con thỏ, thỏ trắng đó. Ông gặp thỏ trắng ông bắn nó một mũi tên. Thỏ trắng bắn mũi tên giật mình không? Giật mình là nó chạy, rồi ông rượt theo, ông rượt theo một hồi ông lạc lối đi. Lạc lối. Nhưng mà ông lạc lối rồi ông đang đi từ từ thì ông gặp một đứa nhỏ nó đang xây cái tháp. Cái tháp nhỏ nhỏ, tháp bằng đất á. Thì ông mới hỏi nó chứ con đang làm gì? Con đang làm gì? Thì nhỏ nó nói là con đang xây cái tháp. Hỏi xây cái tháp làm gì? Nói con xây cái tháp để con nhắc vua Kanisaka, Đức Phật có nói là sau này ở vùng đất này có vua Kanisaka sẽ xây cái tháp thờ xá lợi của Đức Phật. Nhưng mà nhỏ nó biết ổng là vua không? Không, thì nó theo thì ông ấy lúc ông nghe được ông mới là bàng hoàng là Đức Phật đã thọ ký trước rồi, là sau này có vua Kanisaka theo Phật giáo xây tháp. Thằng nhỏ này nó biết đã nói thì ông mới theo Phật giáo. Một cái nhân duyên đó, theo Phật giáo là ông đi săn gặp con thỏ, gặp thỏ trắng đó, rồi bắn nó rồi nó chạy rồi ông rượt theo con thỏ ông lạc lối rồi rừng luôn. Ông lạc lối thì trong lúc ông lạc lối là ông lại gặp một cái thằng bé nó đang xây cái tháp bằng đất á. Ông hỏi chứ con đang làm gì? Nó nói con đang xây cái tháp. Hỏi con xây tháp làm gì? Thì nó nói là con xây cái tháp để nhắc nhở theo lời thọ ký của Đức Phật, huyền ký của Đức Phật là sau này ở đây có một vị vua, một đại vương tên là Kanisaka sẽ xây một ngôi tháp lớn để thờ xá lợi Phật, con làm để con nhắc nhở ông vua đó. Thì ông nghe vậy thì ông mới bàng hoàng là trước đây Đức Phật đã biết là sau này có ông và sẽ làm chuyện gì vậy đó. Ba bộ sách này đều nói không giống nhau. Nói không giống nhau gì? Nói không giống nhau là người một cuốn thì nói là Kanisaka lên ngôi cách Đức Phật nhập Niết Bàn là 400 năm. Cuốn thì nói là cách Đức Phật cái Tạp Bảo Tạng nói cách Đức Phật tới 800 năm. Đại Đường Tây Vức Ký thì nói cách Đức Phật mấy trăm năm? 400 năm. Mà có cuốn thì nói 500 năm. Ghi lộn xộn. Cái niên đại của Đức Vua là không xác định được. Đến nỗi các nhà khoa học hiện đại mà họp hội thảo với nhau 3 lần vẫn không giải quyết được vấn đề này. Được chưa? À đây cũng nhắc thêm điều nè. Có hai cuốn Đại Đường Tây Vức Ký. Một cuốn á là của một ông thầy ở bên châu Âu á, người Việt dịch.
dù cha ở trên mạng nó chửi không còn cái gì hết chứ. Dịch tầm bảy tầm ba rồi dịch thiếu rồi dịch sai vậy. Mà đưa ra cái bộ sậu quá dữ. Ông là dịch chủ, còn có thêm hai ông nữa, một ông tiến sĩ Ấn Độ và một ông tiến sĩ của Đức, rồi có một ông hòa thượng thuộc dòng Tào Động ở trên coi lại nữa, bốn người dịch. Dịch xong rồi dịch cái bản đại đường Tây Du Ký Huyền Trang đó ra thôi, chữ quá trời quá đất, chữ lên trên thư viện qua xem mà coi. Dịch tầm bì, dịch tầm ba. Ở Việt Nam cũng có một bản dịch của cái ông cư sĩ nào đó, hòa thượng Phước Sơn coi lại, bản dịch cũng ra khi khô gì chứ, đọc khó hiểu quá, lấy bản tiếng Anh đọc dễ hiểu hơn. Đầu đó người ta nói rõ ràng một feet không phải là một thước, mấy đứa biết một feet không? Đo theo Pháp với Mỹ á, là nó tính đơn vị chiều dài là mét, chiều cao nó cũng tính mét, còn theo Anh á, là nó tính feet. Một feet không phải là một thước, một bộ đó. Mà cứ dịch là cứ tính là thành mét, một feet là thành một mét, đó là sai, dịch cái văn sai. Và cái sai như thế này nè: vua Ca Nị Sát Ca đi săn gặp con voi, rồi bắn nó một mũi tên, hụt của nó sợ nó chạy. Con voi bắn mũi tên hụt nó sợ không? Coi chạy ngà. Ngu gì đâu mà ngu. Bắn con voi là con ngựa. Vua đi săn gặp con voi, bắn nó mũi tên nó sợ quá, bắn trượt á nó sợ quá nó chạy. Con voi bắn một mũi trượt mà sợ, hay là voi mà một con voi bắn 20 mũi tên này dính vô người nó sợ chưa? Chưa sợ, bắn găm vô người nó 20 mũi nó còn chưa sợ nó, chứ đừng nó bắn trượt nó, con voi mà làm quá ăn thọ. Tại cái chữ đó không biết dịch bậy. Con voi mà bắn trượt nó ha, coi chạy ngà, con quay lại là chết à. Ở đó mà đi săn một mình nữa. Đi săn một mình mà bắn con voi bắn trượt mũi tên nó sợ nó chạy, đúng rồi, nó chạy ngược lại nó lấy voi nó giật á. Khùng gì đâu, dịch dễ mà cũng dịch được. Con voi bắn mũi tên chợt mà nó sợ, nó bỏ nó chạy rồi cũng rượt theo. Một người dám rượt voi không? Một người đứa nào dám rượt voi? Quay lại nó quật cho chết. Mà bắn trượt mà nó sợ, con voi găm vô người nó 20 mũi tên nó chưa ngán đâu, mà lỡ quá là nó quật là chết á. Nó lồng lộn lên là mà voi mà thứ đi một mình nữa, thứ đó mới đáng à. Voi là nó đi bầy, thường thường là nó voi là nó sống bầy, mà có những con mà nó tách bầy nó đi một mình, thứ đó nó hung ghê lắm. Mà nó đi một mình mà bắn mũi tên mà chợt nó sợ nó chạy, nói gì mà cũng nghe được, dịch vô rồi mấy đứa cũng ghi vô. Bắn gì thôi mà dạy thầy đã nói rồi, bắn con thỏ. Rồi nó nói trong cái cuốn đó dịch á, thì theo cuốn đó đi, rồi thì tới miền Tàu chấm điểm rồi đứa nào thắng. Nói không chịu nghe rồi chưa. Ông theo Phật giáo, ông theo Phật giáo ông làm được bao nhiêu chuyện? Bắt đầu ông theo Phật giáo ông làm được bao nhiêu chuyện? Trong sách vở ghi mà cái điều mình thường nghe nói nhất á là ông bảo trợ cho kỳ kiến tập kinh điển lần thứ tư. Bảo trợ cho kỳ kiến tập kinh điển lần thứ tư à. Kỳ kiến tập kinh điển lần thứ tư theo sách sử Phật giáo là tổ chức vào niên nào? Thế kỷ thứ nhất Tây lịch à. Có những người ghi cái mấy đứa lần trước làm bài đó, vua lên ngôi là năm 78 à, vua lên ngôi năm 78 mà theo cái ông nào nghiên cứu á, thì vua lên ngôi là năm 127 thì mới là hợp lý. Thì 127 á, là nó còn thế kỷ thứ nhất không? Thế kỷ thứ hai rồi à. Hiện nay thầy nói là hiện nay là cái niên đại của vua Ca Nị Sát Ca chưa xác định được rõ ràng, nhưng mà theo sách sử Phật giáo thì ông là người bảo trợ cho kỳ kiến tập kinh điển lần thứ tư, mà kỳ kiến tập kinh điển lần thứ tư được tổ chức vào khoảng niên đại là thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch. Như vậy thì ông phải lên ngôi gần đâu đó, mình tạm thời mình chấp nhận cỡ chừng đó được không? Còn này nói cho đã rồi cái lên ngôi 127 mới là hợp lý, mới đáng tin cậy. Như vậy là cái vụ kiến tập kinh điển bỏ đâu? Thứ nhất là ông tổ chức kiến tập kinh điển,
Lần thứ tư ông đứng ra bảo trợ. Cuộc cứu tạm này quy động có sự tham dự đến 1.000 người, 1.000 thầy tỳ kheo, mà trong đó còn ghi là 500 vị A La Hán, 500 vị Bồ Tát. Chắc có cư sĩ tham gia. Cái người làm chủ tịch là ngài Thế Hữu. Chọn ra 500 vị A La Hán để tham dự đại hội đó. Khi mà Thế Hữu đến để mà tham gia là bị mấy thầy chê. Tại vì ông mặc đồ xê xòa quá, tướng đồ không có gọi là tướng tiêu chuẩn để mà các vị mời vô tham dự, thì đuổi ngài Thế Hữu ra. Thế Hữu nói chuyện chứng A La Hán tôi coi giống như là nước miếng nước bọt vậy, quăng cái trái cây lên rớt chưa xuống đất nữa là tôi chứng A La Hán được rồi. Đó, thì mấy ông kia nó đồn ngạo mạn không. Thế Hữu quăng lên ở trên chư thiên chụp dính, nói giọng xuống là chứng A La Hán làm gì con đường nhỏ, phải chứng Phật đạo để hóa độ chúng sanh chứ, ngài đến đây để mà tìm con đường nhỏ à. Chừng đó thì bắt đầu mới mời Thế Hữu vô làm chủ tịch của kỳ ký tập kinh điển lần thứ tư theo đại đường Tây Dư Ký nói chứ không phải thầy nói. Đại đường Tây Dư Ký Huyền Trang có ghi lại cái đoạn đó. Thế Hữu đến dự đại hội là không cho, thấy ăn mặc xề xòa quá. Cái điều kiện căn bản là phải chứng A La Hán. Thời đó làm sao biết chứng A La Hán được. Thế Hữu nói chứng A La Hán tôi coi giống như là nước miếng nước bọt, quăng đồ lên trên không trung chưa rớt xuống đất tôi chứng A La Hán chứ. Thì mấy người nói ngạo mạn không, quăng lên thì trong đại đường Tây Nhất Ký Huyền Trang ghi là chư thiên chụp lấy không cho rớt xuống. Còn nhắc nhở rằng chứng là chứng Phật đạo chứ chứng A La Hán đi con đường nhỏ nhỏ này sao. Cho nên là Thế Hữu được mời chủ tịch. Trong đó được ghi lại là các bộ phái tranh với nhau, các bộ phái tranh luận với nhau, ghi ra là bộ Upadesa đó 100.000 bài tụng giải thích kinh, 100.000 bài tụng giải thích luận, và 100.000 bài tụng giải thích luật, 100.000 bài tụng giải thích về kinh, 100.000 bài tụng giải thích về luật, 100.000 bài tụng giải thích về luận. Được chưa? Gom lại những cái giải thích đó người ta là ghi lại quan điểm của các bộ phái Phật giáo tranh chấp vào thời đó, thành bộ Đại Tỳ Bà Sa Luật. Đại Tỳ Bà Sa đó là, nhưng mà thời kỳ này kích tập kinh điển tại đâu? Tại Kashmir, ở một cái tinh xá, ở cái tinh xá là do vua Kanisaka cất ký tập kinh điển ở chỗ đó, ở Kashmir đó. Thì ông bảo trợ kỳ ký tập này cho ra đời bộ Đại Tỳ Bà Sa Luật, ghi lại quan điểm của các bộ phái Phật giáo, nhưng mà lại là ghi lại quan điểm của các tranh chấp của các bộ phái Phật giáo nghiêng theo quan điểm của Nhất Thiết Khu Bộ. Đại Tỳ Bà Sa Luật ghi lại quan điểm của các bộ phái Phật giáo sau kỷ nguyên Tây Lịch đó. Và trong đó Đại Tỳ Bà Sa Luật có chủ trương, có khuynh hướng ủng hộ giáo nghĩa của Nhất Thiết Khu Bộ. Cỡ chừng đó ghi, thầy hỏi ghi cỡ chừng đó là được. Đại Tỳ Bà Sa Luận là gì? Là bộ luận được cho là kết quả của kỳ ký tập kinh điển lần thứ tư, ghi lại quan điểm của các bộ phái Phật giáo sau kỷ nguyên Tây Lịch. Sau kỷ nguyên Tây Lịch thì trong đó nhằm ủng hộ quan điểm của Nhất Thiết Khu Bộ. Cỡ chừng đó là được. Mấy đứa biết là Nhất Thiết Khu Bộ chiếm cả phía bắc của Ấn Độ, chiếm luôn cả cái đất nước bây giờ Afghanistan đó. Những cái trung tâm lớn của Afghanistan bây giờ như là Mazar-e Sharif, Kunduz, Kabul, Kandahar đều là những thủ phủ lớn của Nhất Thiết Khu Bộ, họ chiếm hết cả vùng đó. Các vị tổ mà từ ở bên Trung Á mà qua bên Trung Hoa truyền đạo phần nhiều là người của Nhất Thiết Khu Bộ đó, họ rất là mạnh. Và trong sách sử của Nam truyền Phật giáo không chấp nhận kỳ kiến tập kinh điển này. Trong sách sử của Phật giáo
không chấp nhận kỳ kiết tập kinh điển được dưới sự bảo trợ của vua Ca Ni Sát Ca. Kỳ kiết tập kinh điển gọi là thứ tư đó, sách sử của Nam Triều Phật giáo không công nhận, bởi vì giáo nghĩa kiết tập kinh điển lần thứ ba thì ra đời bộ Katha Bát Thu ủng hộ quan điểm của Abada Thượng Tọa Bộ, bộ Đại Từ Bà Sa Lợi, quan điểm của Nhất Thiết Hữu Bộ Theravada Phật giáo không chấp nhận kỳ kiết tập kinh điển lần thứ tư. Trong sách sử của họ, họ không có ghi, không công nhận. Không công nhận cũng có lý do để không công nhận, là tại vì quan điểm của Theravada tới thời kỳ này không không còn mạnh mẽ như thời kỳ trước nữa. Đó, đẩy dần qua qua bên Sri Lanka. Rồi chưa? Lần trước thầy có kể về ngài Thế Thân, sau này học tới Phật giáo Rupta sẽ học từ nhân vật đó. Thế Thân đi, Thế Thân khi mà Đại Từ Bà Sa Luận ra đời á, sách sử ghi là vua cho khắc trên bảng bằng đồng, khắc trên bảng đồng xây một cái tháp đá, rồi những cái bảng bằng đồng đó đựng trong những cái hộp đá, khắc trên bảng bằng đồng xong rồi đựng trong mấy cái hộp bằng đá, rồi cho những cái hộp bằng đá đó được cất chứa trong một cái tòa tháp bằng đá, coi như quốc bảo, không truyền ra nước ngoài, không cho người xứ khác đến học. Thế Thân là người xứ khác, ông mới tới Kashmir ông học. Ông học xong rồi La Hán Ngộ Nhập khuyên là thôi đi về đi, ông ở đây ông không phải là người xứ này. Ông học xong Đại Từ Bà Sa rồi, người ta biết ông phải người xứ này, người ta giết ông. Thành ra là Thế Thân phải trốn về. Trốn về tới nơi Thế Thân mới viết bộ Abhidhamma Kosa. Đó là A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Lực. Chữ cô sa có nghĩa là cái kho. Abhidhamma dịch ra là thắng pháp, là đối pháp. Dịch ra là đối pháp, định tuệ thì hành danh đối pháp đó. Thì Abhidhamma dịch là đối pháp, cái kho của thắng pháp, cái kho của đối pháp. Bên Theravada dịch còn hay hơn, vô tỷ pháp, thắng pháp vô tỷ pháp. Theravada coi luận cao hơn kinh nữa, vô tỷ mà không so sánh được. Khi mà Thế Thân học xong rồi đó, đi về ông viết bộ Câu Xá, bộ Câu Xá Luận đó, được truyền ngược lại Kashmir, dần chúng Nhất Thiết Hữu Bộ, những giáo chúng của Nhất Thiết Hữu Bộ đọc bộ Câu Xá Luận là họ mừng ghê lắm, họ thấy giáo nghĩa của Nhất Thiết Hữu Bộ được Thế Thân giải thích tường tận, cặn kẽ, đẩy lên đỉnh cao, cho nên nó tổ chức đi thỉnh bộ Câu Xá về, giống như đi thỉnh vua, làm tràng hoa đồ, xe đồ lộng đồ đi thỉnh Câu Xá về. Nhưng mà khi thỉnh Câu Xá về, đọc kỹ lại mới thấy Thế Thân phản bác luôn cả giáo lý của Nhất Thiết Hữu Bộ. Trong Câu Xá Luận Thế Thân phê bán nặng nề, phê bán nặng nề giáo lý của Nhất Thiết Hữu Bộ. Chừng đó mới bắt đầu mới có ngài Chúng Hiền đó, ông mới ghi lại bộ Abhidhamma A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Nhập Chánh Lý Luận đó, để mà phản bác lại quan điểm của Thế Thân trong Câu Xá. Mà học cái đó nhức đầu, hồi bên Ấn Độ mà học nhức đầu vừa thấy chưa, thôi chừng đó biết ở chừng đó là được rồi. Mấy cái bài kệ trong Câu Xá mà mấy đứa đọc á,